Xin chào các bác nhá. Đây tôi đây. Hôm nay lại có một cái chuyến tác nghiệp. Đi lại chặng đường leo núi tiếp. Đây là đi qua một cái khu gọi là chỗ này, đại khái vị trí nó cũng là Quan Sơn của dưới gần chỗ tôi. Quan Sơn chùa cao gì đấy, đằng sau thế một dãy núi này. Đó. Các bạn thấy không? Thấy cảnh đẹp quá nên là quay. Còn chắc cũng phải vào khu này khám phá. Thấy chưa? Đây 360 độ cho các bác này. Đó, tôi đang đứng ở ngoài chưa vào. Nhưng mà hôm nay đi chặng đường khác. Đó, núi đây. Đó. Đó. Đây là núi đây. Ôi, trùng trùng điệp điệp. Cao ngất ngửa. Đó. Dãy núi này thì cao chứ tầm khoảng tầm 500 mét. Nửa cây số. Thôi, chào nhá.